Hôm nay mình sẽ chữa cái đề thi thử lần thứ 6 ngày 25 tháng 5 nhé Hôm nay là ngày 26 tháng 5 à, Các bạn có thể làm bằng cách các bạn truy cập vào cái link contest này này Hoặc là mình để ở phần mô tả ấy Nó có cái link contest thì các bạn có thể vào và tham gia ảo được nhé Các bạn click vào tham gia ảo ấy thì nó à, Cũng như là một làm test bình thường Nó cũng sẽ kéo dài 1 giờ 15 phút và tính điểm bình thường nhé Thì mình sẽ vào cái bài số 1 Bài số 1 này thì là phân tích thử số nguyên tố nó cho các bạn một cái số nguyên dương n xong yêu cầu các bạn phân tích thừa số nguyên tố nhưng mà bắt các bạn cốt theo ba cách khác nhau à, cách thứ nhất ấy, là các bạn sẽ in ra các cái thừa số nguyên tố khác nhau thôi đúng không cách thứ hai thì nó sẽ yêu cầu các bạn in ra các cái thừa số nguyên tố khác nhau kèm theo cái số mũ nữa à, ví dụ như 120 của các bạn thì nó bằng hai mũ 3 này nhân 3 mũ 1 nhân 5 mũ 1 đúng không và cái thứ tư à, cái thứ ba thì nó sẽ yêu cầu các bạn in ra các cái thừa số nguyên tố sau đó thì mình xem Ờ... Uh, có thêm một cái dấu nhân xen vào giữa các cái thừa số nguyên tố đó thì đối với cái bài tập này thì nếu mà các bạn hiểu rõ về phân tích thừa số nguyên tố ấy thì nó yêu cầu cách thứ nhất cách thứ hai hay cách thứ ba thì mình đều xử lý được nhé yeah. còn nếu mà các bạn chỉ học một trong ba cách này mà đi thi nó ra cái cách còn lại thì mình sẽ không xoay sở kịp nên là tốt nhất là các bạn phải hiểu cái cách phân tích thừa số nguyên tố đã rồi ở đây á mình sẽ viết ba hàm nhé include stdio.h này, include uh string.h này. math.h nhé. Mình sẽ viết một cái hàm void phân tích một một cái số n. Thì đối với cái yêu cầu thứ nhất ấy, là nó bắt các bạn phân tích là các cái thừa số nguyên tố khác nhau thôi đúng không? Thì các bạn duyệt từ hai Từ căn bậc 2 của n. Sau đó thì nếu mà n của bạn nó chia hết cho y á N phần trăm Y bằng 0 thì các bạn in ra cái thằng Y đó là được Ok Sau đó mình sẽ dùng một cái vòng Y để mình Lấy N mình chia cho Y đúng không đó, Thì các bạn để cái câu lệnh print phần trăm D ấy, uh, Y ở bên ngoài vòng Y này Thì khi đó mỗi cái thừa số nguyên tố ấy, Thì nó chỉ in một lần thôi Thế còn cái việc là mình lấy N chia cho Y Khi mà mình phân tích thừa số nguyên tố thì mình vẫn phải làm bình thường đúng không Dưới này các bạn kiểm tra là ít n của mình nó lớn một thì các bạn sẽ in ra nốt bằng n là được ok thì đấy là phân tích thứ nhất mình sang phân tích thứ hai phân tích thứ hai thì đối với mỗi thừa số nguyên tố các bạn phải đếm xem nó có số mũ là bao nhiêu đúng không thì các bạn cũng cố tương tự như thế này Đó. sau khi mà n phần trăm y bằng không thì ở đây các bạn sẽ dùng cho mình một cái biến mũ đi ban đầu bằng không nha thì cứ n phần trăm y bằng không ấy các bạn sẽ reset cái biến mũ về không cho mình để đếm lại từ đầu này sau đó thì uh, các bạn y n phần trăm y bằng không và các bạn lấy mũ cộng cộng ở bên trong cái vòng y đó mục tiêu của mình là mình sẽ xác định xem cái thừa số nguyên tố này nó có số mũ là bao nhiêu đấy nhớ cho cái mũ bằng không mỗi khi mà các bạn xét một thừa số nguyên tố mới nha thế thì ở chỗ này các bạn chỉ cần in ra cho mình á uh, đấy là cái dấu mở ngoặc này sau đó phần trăm d này đúng không sau đó là dấu phẩy à rồi sau đó phần trăm d sau đó đóng, đóng hoặc xong có một cái dấu cách ở đằng sau thì mình sẽ chuyển hai cái số vào thứ nhất là cái y và cái thứ hai là cái số mũ của nó thế thôi còn nếu mà n của bạn nó lớn hơn một ý, thì cái thừa số nguyên tố cuối cùng này bao giờ nó cũng có số mũ là một đúng không thì mình sẽ in ra phần trăm d phải một đóng hoặc ngoặc sau đó thì các bạn sẽ in ra cho mình thằng n đó thì đây là phân tích thứ hai phân tích 3 thì nó sẽ bắt các bạn in ra các cái dấu x ở giữa các cái thừa số nguyên tố thì các bạn cũng cốt như thế này ở bên trong này cứ mỗi lần mà các bạn gặp một thừa số nguyên tố y ấy, thì các bạn sẽ tiến hành in ra cho nó cho mình print ra phần trăm d và y nhưng mà nó có một cái vấn đề rằng là, là mình phải xác định là sau cái biến y đó nó có cái dấu x hay sao ở đằng sau hay không đúng không chứ còn nhiều bạn là cứ in ra phần trăm d xong in ra dấu x đằng sau là các bạn sẽ bị sai đấy nha đó. ở đây á sau khi mà các bạn in ra thằng y thằng y này này để chưa nhau sau mình lấy n chia cho y á. nếu cái n của mình nó bằng một rồi ấy tức là khi mà các bạn lấy n chia cho y nó đã phân tích thừa số nguyên tố xong rồi thì thằng y vừa các bạn vừa in ra nó chính là cái thừa số nguyên tố cuối cùng mình không phải thêm in thêm dấu x ở đằng sau nữa đúng không? Nhưng mà nếu cái n của bạn nó khác một ấy, thì chứng tỏ là ở đằng sau cái thừa số nguyên tố y này nó vẫn còn một cái nó vẫn còn một cái cái uh, thừa số nguyên tố nữa ở thì khi đó mình bắt đầu mình mới in thêm một cái dấu x ở đằng sau chứ các bạn mà cứ uh, in ra Uh, các bạn cứ in ra phần trăm d xong các bạn in ra x ở đằng sau là các bạn sẽ bị thừa đấy nhá trong trường hợp mà các bạn phân tích thừa số nguyên tố ấy mà cái vòng for này nó có thể xử lý được hết các cái thừa số nguyên tố thì kiểu gì nó sẽ bị thừa một dấu x ở đằng sau đó. dưới này thì các bạn sẽ kiểm tra nếu mà n lớn hơn một thì các bạn sẽ in ra nốt phần trăm d và thằng n ok thế thôi xong trong main các bạn sẽ tiến hành nhập cho mình thằng n đúng không rồi sau đó các bạn gọi phân tích một truyền n vào sau các bạn xuống dòng phân tích 2 truyền n và phân tích 3 truyền n và ok ví dụ như mình nhập với cái input là 120 nhé rồi ok thì nó sẽ đã cho các bạn ba cái output tương tự rồi các bạn lấy một hộp là được Đây các bạn chọn ngôn ngữ C cũng được, ngôn ngữ C cộng cũng được. Tức là các bạn code bằng C thì các bạn vẫn chọn ngôn ngữ lập trình là C cũng cộng được. Nhưng mà đừng cho các cái câu lệnh của C cũng cộng vào nha. Ví dụ như mấy câu lệnh C in, C out hay cái gì đấy mà các bạn dùng ở trong trình chấm của C là nó không chấp nhận đâu. Thì đấy là bài số 1 nhé, phân tích thừa số nguyên tố. Bài số 2 đấy là truy vấn đoạn nguyên tố. Nó cho mảng E gồm là phần tử và nhiều truy vấn mỗi truy vấn yêu cầu các bạn đếm số lượng phần tử trong mảng là số nguyên tố à, trong cái đoạn chỉ số từ left cho tới right input thì dòng đầu tiên là số lượng phần tử ở mảng dòng thứ hai các phần tử trong mảng dòng thứ ba là số truy vấn mỗi truy vấn thì nó cho các bạn hai cái chỉ số left và right thì bài này ấy, nếu mà các bạn làm ngây thơ thì nó cũng được ngây thơ thì cũng được ngây thơ tức là cứ mỗi vòng for mình sẽ làm một cái mỗi test ấy, mỗi truy vấn mình sẽ làm một cái vòng for chạy từ left cho tới right sau đó là check xem là trong left tới right của mình nó có bao nhiêu số nguyên tố cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng mảng cộng dồn được chưa nhỉ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn theo hai cách nha cách thứ nhất trước ngây thơ trước ở đây mình sẽ viết một cái hàm nguyên tố này rồi đây mình đổi lại int nhé rồi đầu tiên mình sẽ nhập mảng này cái mảng E ở đây thì nó cũng chỉ tối đa là khoảng tầm 1000 đúng không? Cho 10.000 luôn. Sau đó các bạn nhập for int bằng 0 y nhỏ hơn n y cộng cộng của các bạn scan phần trăm d và ai đúng không? Rồi, sau đó mình sẽ nhập q là số truy vấn. Y q trừ trừ để lập quy vòng lập. Mỗi vòng lập các bạn nhập cho mình chỉ số left và right. Thế bây giờ các bạn chỉ cần làm một cái vòng for chạy từ left cho tới right là được đúng không? và left và right các bạn dùng một cái biến đếm bằng 0 xong mình làm cái vòng for chạy từ y bằng left cho từ y nhỏ bằng right y cộng cộng if nguyên tố của a thì mình sẽ tăng biến đếm lên sau đó thì các bạn in ra biến đếm ở mỗi truy vấn là được đây là cách cốt ngây thơ được chưa nhỉ cái cách này thì mình cho test nó không có to nên là các bạn cốt như này nó vẫn ac nha nó vẫn kịp thời gian nha còn nếu mà mình đẩy cái test nó to lên các bạn cốt như này nó sẽ bị quá thời gian rồi thì nó được 1 và 3 đúng không? Rồi thì mình sẽ lấy và mình nộp. Nếu các bạn nào mà muốn cốt nó tối ưu hơn thì các bạn có thể sử dụng mảng cộng dồn. Đây mình sẽ return 0 chỗ này chứ không phải return chỗ này của mình phải return 0. Ở đây mình sẽ gọi mình sẽ xây dựng ra một cái mảng cộng dồn, mình gọi FI Đấy chính là số lượng số nguyên tố từ chỉ số 0 tới chỉ số y của mảng E. Chưa? Thì cái mảng F này các bạn xây dựng nó cũng đơn giản thôi mà. Các bạn chỉ cần duyệt từ đầu đến cuối, sau đó thì duyệt đến đâu các bạn kiểm tra nếu nó là số nguyên tố thì các bạn ghi nhận lại. Sau đó các bạn gán cho thằng f y là được. Như này này. Ở đây mình sẽ khai báo ra một cái mảng F nhé. Mình dùng một cái biến cao. Rồi các bạn làm cái vòng for chạy từ y bằng 0, y nhỏ hơn n y cộng cộng sau đó thì ở chỗ này các bạn check là gì? ít nguyên tố của ai thì mình sẽ cộng cộng cao được không? Thì khi đó cái biến cao của bạn nó thể hiện cái số lượng số nguyên tố từ 0 cho tới y thì mình sẽ gán luôn fi bằng cao là được. Được chưa? Thế thì khi đó mình có thể biết được rằng là trong cái đoạn từ 0 đến y có bao nhiêu số nguyên tố. Bây giờ nhé, nó hỏi các bạn là uh, trong cái đoạn từ left cho tới right có bao nhiêu số nguyên tố thì mình có thể làm nhanh như thế này, mình ví dụ nhé. Ví dụ như các bạn có một cái mảng như thế này 2, 3, 1, 2, 7, 8, 10, 2, 3, 5, 4 chẳng hạn Ok, thì đây là cái mảng E đúng không? Mình sẽ xây dựng ra cái mảng F tương ứng ấy. Cái mảng F của bạn nó sẽ như này Ở đây là 1 này, ở đây là 2 này, đây là 2 này, đây là 3 này, là 4 này 4 này, 4 này, đúng không? À, cái này là 5, 6 này 7 này và 7, đó thì cái mảng này này, mảng F này này, nó chính là số lượng số nguyên tố, đúng không? Ví dụ nhé, cái f tại thằng 10 này của các bạn nó bằng 4, có nghĩa là từ cái đoạn này này, từ cái đoạn từ đầu này này. Đó, đến thằng 10 là có 4 số nguyên tố là 2 3 2 7 đúng không? Thế giả sử như các bạn muốn đếm cái số lượng số nguyên tố ở trong cái đoạn này. Được chưa? Đó. Đây các bạn muốn đếm cái số lượng số nguyên tố từ cái chỉ số đây là chỉ số 3 đúng không? 4 5 6 Đó, đến chỉ số 6. Thì các bạn chỉ cần lấy f6. Các bạn trừ đi f2. F2 là chỉ số 2 này nhé Chứ không phải số 2 này đâu Đấy. Thì cái số 4 này, này nó chính là số lượng số nguyên tố trong cái đoạn này Thấy chưa Thế còn 2 nó chính là số lượng số nguyên tố trong cái đoạn này ờ, Thì các bạn lấy số lượng số nguyên tố ở trong cái đoạn dài đó Các bạn trừ đi cái số lượng số nguyên tố ở trong cái đoạn ngắn ở đứng trước cái chỉ số lép này này đó, Thì nó sẽ ra được các cái số nguyên tố từ lép cho tới right Đây là kiến thức về mảng cộng dồn Bạn nào mà chưa biết thì có thể tìm hiểu kiến thức về mảng cộng dồn nha Một kiến thức khá là hay đấy đó. Ok chưa? Thì bây giờ mỗi truy vấn các bạn chỉ mất ô 1 cho mỗi truy vấn Thay vì là các bạn duyệt từ left cho tới right Nó sẽ mất O n căn bậc 2 của n vòng lập đấy Nhá yeah. Thế nên ở chỗ này các bạn chỉ cần kiểm tra nếu mà left bằng 0 Thì các bạn sẽ screen ra phần trăm D là F của F của right là được Tức là khi đó thì nếu mà lép bằng không thì số lượng số nguyên tố từ left cho tới right nó sẽ bằng f right luôn đúng không còn không thì các bạn sẽ in ra cho mình phần trăm d nha các bạn lấy f right là số lượng số nguyên tố từ không cho tới right các bạn trừ đi f left trừ một là số lượng số nguyên tố từ không cho tới left trừ một đấy thì nó sẽ ra cái số lượng số nguyên tố từ left cho tới right thì bây giờ cái mỗi truy vấn này của mình này cái độ phức tạp của nó chỉ là o một thôi đúng không còn như lúc nãy các bạn duyệt từ left cho tới right thì đã mất O n rồi sau trong đấy các bạn lại gọi cái hàm nguyên tố nữa nó mất căn n nữa thì nó sẽ lâu hơn thế bạn nào mà cốt tối ưu thì có thể tham khảo kiến thức về mảng cộng dồn này nha mình sang bài thứ ba có tên bài số 3 có tên là nén sâu đây chỗ này là return không tại trong C cộng cộng à, C thì nó không có chu phôn bạn phải thêm thư viện cho một số S nhiệm vụ của bạn là nén các ký tự liền kề của S lại bằng cách gom các ký tự liền kề giống nhau và ghi số lần xuất hiện của ký tự đó vào đằng sau. Ví dụ như các bạn có cái sâu là A, 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 B, 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 C, 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 D, Z, A, A, như thế này đúng không? Thì ba cái thằng A này nó đứng cạnh nhau nè, thì mình gom lại thành A3. ba thằng B đứng cạnh nhau thì mình gom lại là B3. bốn thằng C đứng cạnh nhau thì nó là C4. D nó đứng một mình thì mình để đặt là D1 đúng không? Sau đó Z1 và A2. Thì cách làm bài này thì nó cũng khá là dễ. Đấy chính là các bạn chỉ cần uh, so sánh cái ký tự hiện tại với cái ký tự đằng trước nếu mà nó giống nhau thì mình sẽ gia tăng cái biến đếm lên đúng không mục tiêu của mình là xác định xem là các cái ký tự liền kề nó đứng cạnh nhau đấy ấy, uh, nó có độ dài là bao nhiêu ví dụ như các bạn có cái sâu này đúng không đây là cái sâu của bạn này. thì ban đầu á các bạn sẽ dùng cho mình một cái biến cao bằng một nó đại diện cho cái thằng này này đúng chưa? Sau mình duyệt từ cái ký tự thứ hai trong sâu trở đi. Thì đó các bạn chỉ cần so sánh SI của mình ấy, nếu mà nó bằng cái SI 1 ấy thì các bạn sẽ cộng cộng cao lên. Được chưa? Mình ra tăng lên. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn xét cái ký tự ở chỉ số 2 đó. Đúng không? Các bạn xét ký tự ở chỉ số 2 này này. Đó. mình so sánh nó với cái thằng S1 uh, thì hai thằng này nó giống nhau đúng không? Mình sẽ tăng cao lên thì cao của mình nó sẽ bằng 2 sau các bạn duyệt qua ký tự thứ ba này mình lại so sánh nó với thằng đứng trước nó giống nhau thì mình lại tăng cao lên một lần nữa còn khi nào mà hai ký tự đứng cạnh nhau này này tức là cái thằng si của mình á mà nó khác cái thằng si trừ một thì khi đó các bạn phải update đúng không các bạn phải in ra kết quả ví dụ như trong trường hợp này nhé cái thằng b với thằng e này của mình thì hai thằng nó đứng cạnh nhau này thằng b này nó khác thằng e ờ, khi đó ấy, mình sẽ phải in ra là thằng e nó xuất hiện 3 lần thì cái ba lần đấy nó sẽ rơi vào cái biến cao được chưa nó sẽ lưu biến cao sau đó thì mình sẽ tiến hành đếm lại cái dãy mới bắt đầu từ thằng B bằng cách là các bạn reset cái biến cao về một đúng không? Đấy thế thôi. Nên là cứ hai ký tự mà đứng cạnh nhau mà giống nhau thì mình sẽ uh, tăng cái biến đếm lên. Còn nếu mà nó khác nhau thì mình sẽ in ra kết quả của cái dãy con vừa kết thúc. Đó. Thì ở đây cái sâu của mình nó không quá 10 mũ 6 ký tự đúng không? Thì các bạn sẽ khai báo ra cho mình một cái tre uh, S1 mảng 6 ký tự nữa đúng không? Còn các bạn an toàn thì các bạn cứ khai báo ra ngoài hàm main cũng được nhé. Là các bạn fgets hoặc là gets đi, đúng không? Rồi. <laughs> Bây giờ mình sẽ dùng một cái xa xe C ký tự bằng S0, sau đó các bạn dùng một cái biến đếm cho mình bằng 1. Rồi mình sẽ làm cái vòng for chạy từ y bằng 2 cho tới y nhỏ hơn string length của S i cộng cộng rồi. Thế thì ở chỗ này bạn nào cẩn thận thì F in vào. Rồi, ở chỗ này mình chỉ cần kiểm tra là nếu mà SI của mình nó bằng SI 1 đúng không? Thì các bạn sẽ tiến hành gia tăng cái biến cao lên. Thế còn nếu mà nó rơi vào L này này, chứng tỏ là hai ký tự SI và SI 1 của mình ấy nó khác nhau. Ví dụ như là nó đang là a, a, a xong nó gặp thằng b á thì khi đó các bạn phải in ra cái thằng a kia nó xuất hiện 3 lần, đúng không? Ok. Đấy, thì khi đó các bạn sẽ print ra một phần trăm D, đấy và à, xin lỗi phần trăm C và phần trăm D. Sau đó phần trăm C của các bạn ấy nó chính là ký tự C còn phần trăm D nó chính là biến cao rồi. Sau đó thì mình sẽ reset cái biến C này của các bạn Đấy, thành SI và các bạn sẽ cho cao bằng một để nó đếm lại từ đầu từ cái thằng B này này. Thế thôi. Hoặc chỗ này các bạn có thể so sánh SI của mình nó bằng cái ký tự C cũng được tùy các bạn nhé. Thế thì nó cần phải hết sức lưu ý là nó sẽ có một cái sâu kết thúc ở chỉ số cuối cùng mà các bạn sẽ chưa được xử lý. Ví dụ như trong trường hợp này nhé. Khi mà các bạn xét đến cái thằng A cuối cùng này này. Thằng A cuối cùng này này. À, thì nó so sánh nó với cái thằng đứng trước ấy thì nó không có nó, nó không có khác nên nó không rơi vào L dẫn đến là cái sâu của bạn nó chưa nén được ba cái ký tự cuối cốt này chưa nén được ba ký tự cuối đấy nó mới chỉ đến cái B1 thôi đúng không đây này đấy thì mình thiếu mất cái thằng A 3 nữa đúng không thế thì khi đó ở sau cái vòng for này này các bạn chỉ cần kiểm tra là nếu cái biến cao của các bạn để mình xem nào à, nếu cái biến cao của các bạn nó khác À không thằng kiểu gì ở sau cái vòng pho này các bạn cũng phải in thôi thì các bạn phải in ra nốt là phần trăm C phần trăm D đấy là mình in ra C và Cao một lần nữa để nó có thể xử lý được cái sâu kết thúc cuối cùng nhé yeah. thế là được các bạn thì bây giờ các bạn sẽ thấy nó sẽ xử lý được nốt ba cái thằng AB cho cuối cho các bạn đó rồi các bạn lấy và submit là xong thì đấy là bài số 4 bài có tên là nén sâu nha bỏ cái hàng nguyên tố này đi À đây xin lỗi bài này bài số 3 chứ tôi chết rồi. Mình sao sai ta? Kết quả là A2 của mình lại là A1 C1. Ồ, oh, này A2. Ừm uhm, C bằng S0 đúng không nhỉ? À, xin lỗi chỗ này mình phải duyệt từ y bằng 1 chứ đúng không? Mình lại dưới tỷ y bằng 0 à xin lỗi mình lại dưới từ y bằng 2 Ồ sao cái bài này của mình cái code nó bị time limit à test này cuối này có vẻ nó hơi to đúng không? Nhưng mà một vòng for này nó mức độ gì mà nó tham limit nhỉ? Để mình xem các bạn nên nộp như nào. Ừ có nghĩa nó bị tham limit. và này cốt bằng siêu cộng lại không bị tham limit nhỉ? Nó cũng trẻ khác gì cả. để mình xem mấy cái bạn cốt bằng thấy cốt bằng C hay bị theo limit thôi để mình điều chỉ C cộng cộng thì nó chỉ mất con tí à rồi mình thử để cái uh, ngôn ngữ lập trình là C cộng cộng xem nào uhm. C cộng cộng thì nó lại uh, nó lại bỏ cái thằng FSS đi đây mình sẽ cho cái này thành FSS S một triệu in đúng không và các bạn sẽ cho f tại f tại string len của f trừ một à, bằng ký tự nun đúng không để xóa cái phí enter cuối đi khả năng bài này mình phải cho thêm thêm thời gian rồi nay chấm thì nó lại bị quá thời gian bạn này cốt bằng C cộng cộng thì C, C L. mới lại nó có cái thêm cái phần phát uh, IO thì nó lại không bị nó mất có không chấm mấy giây Ngày này chắc là mình phải cho thêm thời gian rồi à. chính C mình thử cho hai giây xem nào. không biết là hai giây nó kịp không hai giây khả năng nó cũng hơi khó để kịp vẫn bị tle các bạn ừ, lạ nhỉ để mình xem mấy cái bài mấy cái bài các bạn đến nộp ba c xem nào đây của phong Đây xem mấy cái bạn của bên lớp thuật toán nó cốt như nào Chắc nó cốt bằng xịm cộng thôi nhưng mà Tu swing của đếm mà Đây nó cũng chả khác gì đâu mà Nhưng mà không nó lại không bị tham limit ta Swing S cốt bằng xịm cộng thì nó lại không bị Đây SI khác SI trừ 1 này Nên nó chỉ mất có 0.06 giây Vì đó mình cốt bằng C này Cái thằng này nó Fsi bằng SI trừ 1 Để xem bạn Hà này xem này. Đây nó siềm cộng cũng Rất là Rất là ok Nó cũng so sánh SI với SI trừ 1 Mày này khả năng Mình phải cho cái test nó to lên À test nó nhỏ đi bạn phong này cốt bằng những cái bạn mà cốt bằng c thì bị tham limit hết có nghĩa xem nào các bạn ấy cốt tốt mà. rồi bài 51 thì chắc để mình sửa lại cái test thôi test này nó to quá nó nghĩa là nó vẫn kịp thời gian đấy ví dụ trên hacker rank là nó chạy thoải mái đấy nhưng mà không hệ thống này nó lại chạy hơi hơi lâu so với cái test này À, mình sang bài số 24 cốt bằng C cộng cộng thì nó vẫn AC mà cốt bằng C thì không được bài số 4 đấy là phần tử xuất hiện ở mọi hàng bài này nó cho các bạn một cái ma trận vuông có n hàng n cột đúng không bắt các bạn in ra những cái số xuất hiện ở mọi hàng theo thứ tự từ bé đến lớn mỗi giá trị chỉ liệt kê một lần à, dòng đầu tiên là n là số lượng phần tử à, xin lỗi số lượng hàng và cột đúng không dòng thứ hai là các cái số nguyên Bài này thì cái dữ liệu nó đẹp này các bạn dùng đánh dấu cũng được Tại AI của mình nó có lên đến 100.000 Nếu mà không tồn tại giá trị nào thỏa mãn thì các bạn in ra not file Thế thì đối với cái bài này á Các bạn sẽ dùng một cái mảng đánh dấu sau đó nhé Các bạn duyệt qua các phần tử ở dòng thứ nhất này này Thì các bạn đánh dấu lại cho mình những cái giá trị 1, 2, 3 này này Mình đánh dấu nó bằng 1 Tức là nó thể hiện là bọn này nó xuất hiện ở dòng thứ nhất Xong duyệt qua dòng thứ hai này này Thì các bạn cũng sẽ lại gặp những cái giá trị mới đúng không Mình xem là Bọn này nó đã được đánh dấu ở hàng thứ nhất chưa? nếu nó được đánh dấu ở hàng thứ nhất rồi thì mình chuyển đánh dấu của nó thành hàng thứ hai tương tự như vậy cứ hàng thứ ba thì các bạn lại xem nó được đánh dấu ở hàng thứ hai chưa sau đó thì tất cả những cái giá trị nào mà nó được đánh dấu ở tất cả n dòng ấy, thì khi đó nó sẽ xuất hiện ở cả n dòng thôi và lưu ý cho mình nó bảo là trong trường hợp không tồn tại thì in ra not found nhé thế thì cái này á các bạn sẽ dùng cho mình một cái mảng đánh dấu đi mình đặt là một cái mảng móc một này một hai ba bốn năm Tại vì các cái phần tử ở trong mảng của mình thì nó chỉ lên đến 100.000 nên mình có thể dùng mảng đánh dấu như thế này được. Sau đó nhé Các bạn sẽ nhập n. Ở đây các bạn không cần dùng mảng cũng được. Không cần dùng mảng hai chiều cũng được. Và các bạn làm cái vòng for chạy từ 1 cho đến n, được chưa? Các bạn sẽ nhập cho mình một cái thằng x ở đây. Thế thì khi đó cái thằng x này nó đang ở cái dòng thứ y, đúng không? Các bạn sẽ kiểm tra là if mark của x mà nó bằng y 1 thì các bạn chuyển cái mark của x thành thành y để thể hiện là cái giá trị x này nó đã xuất hiện ở cả y dòng nên là các bạn đang xét nó ở dòng thứ y đúng không thì các bạn phải check xem mark của nó có bằng y trừ một hay không có nghĩa là nó xuất hiện cả ở y trừ một cái dòng trên thì mình chuyển mark của nó thành thành y thế thôi thế thì ban đầu tất cả các phần tử trong cái mảng mark này của mình là số 0 đúng không ờ, thì khi mà các bạn xét cái dòng đầu tiên ấy thì nó sẽ check cái giá trị các mark x đấy nó sẽ bằng không thì nó tự chuyển thành một nên ở đây tốt nhất là các bạn duyệt từ dòng 1 đúng không Thế chết rồi ở đây các bạn phải uh, dùng thêm một cái vòng for con nữa để mình duyệt cột ok rồi thế thì bây giờ ấy, các bạn chỉ cần xét tất cả các cái giá trị từ 0 cho tới 100.000 này từ bé ăn lớn mà đúng không thì những cái thằng nào mà mắc của nó bằng n ấy, là nó xuất hiện ở cả n dòng còn nếu mà không có thì mình in ra not found thì ở đây các bạn dùng cái biến check bằng không sau các bạn duyệt các cái giá trị từ 0 đến tới 100 nghìn các bạn kiểm tra là ít mark của y mà nó bằng n thì tính chứng tỏ thằng này nó xuất hiện ở cả n dòng mình sẽ in ra phần trăm d và y sau các bạn cho cái biến check bằng một để ghi nhận lại đúng không sau cái vòng for này mình check nếu mà cái biến check của mình nó vẫn bằng không Thì chứng tỏ là trong cái đoạn từ 0 đến 1 triệu ấy, Nó không có cái giá trị nào xuất hiện ở cả N dòng cả đúng không? Thì theo đề bài nó bắt mạnh ra not found Mình in ra not found Ok Thì đấy là cái bài phần tử xuất hiện ở mọi dòng Mọi hàng Trong trường hợp này nó được số 1 và số 2 như các bạn Bạn nào biết chưa biết kỹ thuật mảng đánh dấu Thì các bạn có thể tham khảo trên blog của mình có Nói về kỹ thuật mảng đánh dấu này Là một kỹ thuật rất là tối ưu và dễ sử dụng và nó áp dụng được khá là nhiều bài Thì đấy là cái bài số 4 Phần tử xuất hiện ở mọi hàng Bài số 5 có tên là lớp thời gian Bài này thì nó cho các bạn uh, Các cái mốc thời gian đúng không Bao gồm có giờ, phút, giây Sau đó yêu cầu các nhập một danh sách Các cái thời gian và yêu cầu các bạn sắp xếp Theo thời gian, theo thứ tự tăng dần Thế thì đơn giản quá đúng không Các bạn xây dựng cho mình một cái cấu trúc thêm ở trong này nó sẽ có ba cái giờ phút hms đi cho nó dễ nhé giờ phút giây mà đúng không sao các bạn type đẹp time là time cho nó dễ các bạn đặt là hms là được chứ còn các bạn đặt giờ phút giây thì lại mất thời gian đúng không ở trong main thì các bạn sẽ nhập n là số lượng số lượng cái cái cái, cái ở mốc thời gian mà họ cho xong các bạn khai báo ra một cái mảng time n xong các bạn duyệt từ đầu đến cuối thôi duyệt từ không cho tới n và mỗi cái các bạn scan cho ba thằng phần trăm d phần trăm d phần trăm d và ai chấm này và ai m và ai s là được xong các bạn viết quick sort hoặc là các bạn có thể viết một cái hàm gì đấy tùy các bạn nếu mà các bạn xây dựng các cái hàm như là sắp xếp trộn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt gì đấy thì cũng được thôi. Tí nữa mình sẽ cốt đấy cho các bạn thêm một trường hợp như vậy. Còn ở đây mình sẽ dùng quick sort trước. Thì các bạn sẽ viết comparator. Constant void sao A và constant void sao B. Ở đây các bạn sẽ ép nó sang hai con trỏ kiểu tham. Mình đặt là tham x bằng tham A đúng không? Y bằng thềm về. Sau các bạn kiểm tra nếu mà ừ, ở đây đơn giản nhất thì các bạn so sánh giờ đúng không? Giờ trước rồi đến uh, phút rồi đến giây hoặc là các bạn cũng có thể uh, tính cái 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 um, tính cái số giây trôi qua từ từ 00 giờ 00 phút đến h giờ m phút s giây là được nhé. Ở đây mình sẽ đặt là s1 nó bằng h nhân với 60. À Xin lỗi, 3600 chứ đúng không? Cộng với m nhân với 60 và cộng với s. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ đổi thành x mũi tên h này chỗ này là x mũi tên m và x mũi tên s để mình sẽ tính xem là từ cái mốc thời gian thứ nhất đến từ 00 giờ 00 phút đến mốc thời gian thứ nhất là nó bao nhiêu giây tương tự như vậy mình sẽ tính cái thời gian thứ hai tại ở đây mình lười cái so sánh từng thằng giờ thằng phút thằng giây ấy mà ok sau đó thì các bạn chỉ cần return về s1 trừ S2 là được thì nó sẽ sắp xếp theo thời gian tăng dần đúng không? Thằng nào nó ít dây hơn thì mình sắp xếp trước xong các bạn quick sort N thôi. N đúng không? Size of của time. Và comparator. Rồi xong các bạn duyệt từ đầu đến cuối và in ra. Cái này bạn nào mà không biết quick sort thì nó sẽ tương đối là chậm đấy bạn mà không biết quick sort không biết comparator thì có khi người khác người ta code xong lâu rồi mình vẫn đang loay hoay mình đi viết các cái hàm sắp xếp các thứ thực ra thì viết cũng được thôi tại vì thông thường thì các bạn học C si thì các thầy cũng không có yêu cầu cao lắm về cái vấn đề tốc độ về thời gian thời gian thực thi ấy. nên các bạn sử dụng các cái thuật toán như là sắp xếp trộn chèn nổi bọt hay đếm à, hay là đổi chỗ trực tiếp ấy nó vẫn kịp thời gian nhưng mà cái thằng quick sort này nó vừa tối ưu về cái độ phức tạp của thuật toán vừa tối ưu về cái thời gian cốt cho các bạn Đúng không? nên tốt nhất là các bạn nên biết cái lại sau này mình có học các cái ngôn ngữ lập trình khác thì nó cũng quen hơn với cái comparator này rồi thì đấy là cái bài lớp thời gian nhé ở đây mình sẽ thêm cái thư viện là stdlib.h rồi ok cách thứ hai là các bạn sẽ viết một cái hàm uh, các bạn viết một cái hàm sắp xếp gì đó để mình sắp xếp một cái mảng tham cũng được nhưng mà khi đó lúc mà mình so sánh hai cái tham với nhau ấy uh, thì um, tốt nhất là các bạn sẽ nên viết ra một cái hàm ở đây mình sẽ đặt là get second ok tham x các bạn sẽ return về x uh, x chấm giờ nhân với 3600 cộng với y.m nhân với 60, à x.m nhân với 60 và cộng với x f Tức là cái hàm này nó sẽ trả về cho các bạn là tính từ 00 giờ 00 phút ấy đến cái thời gian x này này là nó trôi qua bao nhiêu giây. Các bạn viết một cái hàm ví dụ như selection sort đi. Một cái mảng tham a đúng không? Có n phần tử. Thì các bạn dự, sắp xếp như cái mảng thông thường thôi, nó chỉ khác cái chỗ lúc mình so sánh hai cái tham với nhau ấy, đúng không? Ở đây các bạn sẽ dùng một cái biến là min bằng y đúng không? Xong mình làm cái vòng for di chạy từ y cộng 1 cho tới gì nhỏ hơn n di cộng cộng đó. Thì cái chỗ này mình sẽ phải so sánh đúng không? Mình phải so sánh cái 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 a min với lại là cái a z xem là cái thằng nào là thằng nhỏ hơn đúng không? Thì trong trường hợp này thì các bạn gọi hàm get second các bạn truyền a min với a vào để mình lấy cái giá trị đấy mình ra mình so sánh. Chứ còn nếu mà trong cái vòng for này các bạn mới đi loay hoay các bạn so sánh hai thằng a min thì nó rất là dễ bị sai đúng không? viết hẳn ra một cái hàm các bạn có thể viết một cái hàm so sánh hoặc là một cái hàm lấy về cái số dây như thế kia kìa thì ở chỗ này mình chỉ cần kiểm tra là gì if get second đúng không của cái thằng nào của thằng EZ á ấy Đấy, mà nó nhỏ hơn get second của thằng amin thì nó mới là thằng min đúng không thì các bạn đổi min thành Z thôi và sau cái vòng for này thì các bạn sẽ swap hai cái thằng đúng không mình đặt là tham tạm bằng ai e. ai e thì các bạn cho nó bằng amin còn amin của các bạn thì cho nó bằng thằng tạ đấy thì đây là cái cách mà các bạn tự cốt nó chỉ tức là khi mà các bạn sắp xếp cấu trúc ấy mà các bạn biết các cái thuật toán selection sort rồi bubble sort rồi interchange sort ở trên cái mảng e mảng e integer các bạn hay sort ấy thì nó không khác khác gì cả đâu nhé thuật toán thì nó vẫn vậy nó chỉ khác nhau ở cái chỗ mà các bạn um, so sánh thôi thì tốt nhất là khi mà mình cốt với cấu trúc ấy thì cái so sánh đấy nó sẽ rất là dài nên các bạn có thể viết hàm ra để mình có thể nhanh chóng biết là hai cái thằng đấy nó so sánh thằng nào lớn hơn thằng nào nhỏ hơn nhé tránh cái việc mình cứ loay hoay ở trong cái này thì ở dưới này các bạn có thể gọi selection sort truyền e và n vào là được Đó. Thì tùy các bạn nhé muốn cốt như thế nào thì cốt tất nhiên là các bạn dùng selection sort hay là bút uh, bổ sort hay interchange sort thì nó sẽ chậm hơn với cái hàm quick sort có sẵn ở trong cái thư viện của c dụng cộng nhưng mà tốt nhất là các bạn không nên cốt mấy cái hàm như là mờ hay là hip sọt đúng không? Hay là quick sọt tự cốt ấy. Tại vì các bạn cốt nó rất là dễ mấy cái thuật toán đấy rất là khó cốt và rất dễ bị sai đúng không? Nên là mình cứ đừng có cố chấp mình vì tối ưu mà lúc đấy mình lại sử dụng các cái thuật toán đấy. Nếu mà tối ưu mình dùng luôn hàm quick sort, còn các bạn mà đi loay hoay các bạn cài đặt mờ sort với lại select lệ với sọt với lại quick sort ở trong cái bài thi thì các bạn cốt xong chắc nó mất nửa thời gian ok Thế thì cái, cái test này các bạn có thể tham gia ảo lại nhé các bạn vào cái link mà mình để ở phần mô tả ấy. sau đó các bạn click vào tham gia ảo nó sẽ cho các bạn làm trong 1 giờ và 15 phút sau đó thì nó cũng chấm điểm bình thường như này ví dụ như đây các bạn ấy cốt này đó, các bạn này cốt rất là tốt nhưng mấy cái thằng này nó học lớp thuật toán nó cứ nhảy vào nó cốt mấy cái bài này nên là nó cốt nhanh lắm các bạn